Con đường địch thiên tầm 120 năm Kỳ quái ra dạ sao tộc làm sao sẽ cùng thiên quỷ tộc có quan hệ chứ Trong đôi mắt đẹp của Khương Yên Nhi Cũng lộ ra một tia nghi hoặc vô cùng Thiên quỷ tộc ở trong ngoại vực bách tộc Cũng không tiếng chủng tộc rất cường đại Nhưng lại cực kỳ quỷ dị Bởi vì từng thiên quỷ tộc đều có không gian thần thông Có thể xuyên qua hư không Điều động hư không chỉ được Cực kỳ quỷ dị nếu thật sự chiến đấu không có phương pháp đối phó hư không thần thông, thiên quỷ tộc tiền cực kỳ khó chơi. Vừa lúc đó, năm người Khương Tư Nam phát hiện, trong hắc quang tràn ngập, cương giả dọa xoa tộc cũng hô hấp dồn dập Cả đám không thể chờ đợi được, tiến vào trong vòng xoáy, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Phụ thần, chúng ta đi vào không? Trong này khẳng định có bảo vật của thiên quỷ tộc đấy. Thần Oa cũng có chút ít kích động nói thọ ra thì khịt khịt mũi còn mắt sáng để nói ta nghe thấy được đại lượng khí tức ma hồn tinh thạch ôi trời trong này đến cùng là địa phương nào tại sao có thể có nhiều ma hồn tinh thạch như vậy chúng ta mau đi vào trong thôi tất cả mọi người nhìn về phía khương tư nam dù sao ở trong vinh diệu tiểu đội khương tư nam mới là đội trưởng mà khương tư nam nghĩ nghĩ sau đó quyết định nói chúng ta cũng đi vào bằng thực tượng của chúng ta cẩn thận một chút chắc chắn sẽ không gặp được nguy hiểm gì mọi người phải cẩn thận cường giả giả xoa tộc đánh đánh. tất cả mọi người nhẹ gật đầu cũng lặng lẽ đi theo tiến vào trong phòng xoáy trước mặt hào quang biến ảo phẳng phất như đi tới một phiến tiền địa khác Ô! khương thư nam nhẹ ồ thêm một tiếng hắn phát hiện ở đây cũng không phải tiểu thế giới vẫn là phiến sơn cốc kia chỉ là phẳng phất như có cổ trận pháp kỳ dị che đậy hết thảy trong sơn cốc mà la bàn trong tay hai hoàng giả giả dạ soát tộc kia giống như là chìa khóa mở ra sơn cốc cổ trận nơi này đã cổ chiến trường nguyên thủy à vừa tiến vào đây khương ngọc khanh chứng kiến tràng cảnh chung quanh hồ hấp liền trở nên dồn dập ánh mắt vô cùng kích động trung quanh khắp nơi đều là thi cốt suy bại bình khí nghiền nát không biết có mấy vạn tất cả đều ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên đại địa cho thấy đại chiến lúc ấy vô cùng thảm thiết. Nhưng thi thể ở đây, vậy mà tất cả đều là cường giả tu đà tộc. Nam xấu xí dữ tợn, nữ xinh đẹp như hoa. Cái này đã tu là tu la tộc, một ngoại vực dị tộc dùng thiên phú chiến đấu nổi danh. Ngoại hình thoạt nhìn như nhân tộc, nhưng để có thiên phú chiến đấu không gì sánh kịp. Khương Tư Nam cùng đám người Khương Ngọc Khanh có chuột bó tay. Thật không ngờ xã xoa tộc để ngu xuẩn đầu toàn cơ bắp tay chân. Lại không phát hiện được nguyên thủy cổ chiến trường của tu Đà tộc. Cái gọi là cổ chiến trường nguyên thủy, đa chiến trường còn không có bị phát hiện. Ở đây thường thường cất giấu rất nhiều bảo vật, thậm chí là công pháp, linh khí, linh đan, trong đó trọng yếu nhất là ma hồn tinh thạch. Trung quanh đập lánh vô số ánh sao, không biết mấy trăm ngàn viên ma hồn tinh thạch, tàn ra hào quang mê người, để cho trong đội tâm đám người Khương Tư Nam vui mừng quá đỗi. Cái này thật đúng là đại thu hoạch. bởi mấy ngày nay, vận khí kém tới cực điểm, hiện tại rốt cuộc vận may đã phát. Đã có những ma hồn tinh thạch này, chỉ sợ có thể để cho đám người Khương Ngọc Khanh đột phá đến hoàng cảnh. Chỉ cần bọn hắn đột phá đến hoàng giả, đến lúc đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ở trên trường thiên ngoại thiên, thực lực tự bảo vệ mình lại nhiều hơn một phần. Nhưng đám người Khương Tư Nam còn chưa kịp kích động xong. Bọn hắn xuất hiện ở chỗ này đã bị đội cường giả giả xoa tộc kia phát hiện. Mười cường giả giả xoa tộc dưới sự dẫn dắt của hai hoàng giả giả xoa tộc lập tức vây quanh đám người Cường Tư Nam ở Trung ương. Trong ánh mắt cả đám lộ ra thần sắc lạnh như băng, sát cơ đạnh thấu xương. Nhân tộc đáng hận, các người là tư như thế nào phát hiện chỗ này? Thanh âm của hoàng giả giả xoa tộc lạnh như băng, luyền thuyền nói. Mặc dù nói là ngôn ngữ giả xoa tộc, nhưng quê thần chấn động, đã bị đám người Khương Tư Nam bắt đến. Mình bạch bọn hắn muốn nói cái gì? Không phải chính là các ngươi mong bọn ta đến sao? Khương Tư Nam nghe vậy nhìn không được cười để nói. Mười giả xoa tộc trước mắt, thoạt nhìn là hồn hển thở. Hai hoàng giả giả xoa tộc thoạt nhìn ký tức hùng hậu, thật có cảm giác áp bách. Nhưng đối với đám người Khương Tư Nam mà nói cũng không có uy hiếp gì, cho nên đều cảm giác được rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, đã phát hiện ra bảo điện như vậy đám cường giả giả xoa tộc này cũng không cần lưu lại rồi nhân tộc giả hoạt giết bọn chúng đi tuy cường giả giả xoa tộc đầu toàn cơ bắp nhưng không có nghĩa là ngốc đã minh bạch ý tứ trong lời nói của khương tư nam lập tức dẫn đến đổi nổi trận lôi đình chỉ khương tư nam đám phương giả giả xoa tộc kia đều gào thét mà lên đánh về phía đám người khương tư nam giết Năm người Khương Tư Nam tự nhiên không cam lòng yếu thế. Nhất là Khương Thiết cùng Khương Yên Nhi. Đầu tiên xông về phía hai hoàng giả giả xoa tộc để cho Khương Ngọc Khanh có chuột bắt đắc sĩ chưa có thể đánh tới những vườn giả xoa xoa tộc kia. Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Y cũng không động thủ mà đứng chắp tay, đứng ở nơi đó cười mỉm nhìn mọi người động thủ. Những cường giả giả xoa tộc này đầu chứa nước, căn bản không có bất luận dục vọng để cho hắn động thủ gì. Đi Kim Long thì đám lên một đống linh phủ, phòng trời cao thét, nên đám phương giả giả dạ xòa tộc ngao ngao kêu vậy, toàn thần trái khét. Thân oa thì ra tay cầm trớ chú Nguyên Châu, lợi dụng quyền rùa chi lực quỷ dị khó lường, rất dễ dàng điền tan phá mấy vương giả giả xa tộc. thọ xa ở một bên, trên nhảy dưới tránh, cũng không có trả tay giết địch, nhưng những vương giả giả xòa tộc kia, căn bản đuổi không kịp thân ảnh của thỏ ra. Khương Ngọc Khanh tăng thêm Lý Kim Long cùng thần oa cũng không vào đầu, liền chăm xếp đám người vương giả giả xoa tộc sạch sẽ. Chỉ có hai hoàng giả giả xoa tộc, hùng hãn không sợ chết. Hơn nữa nhìn thấy thủ hạ giả xoa tộc chết sạch, cũng bắt đầu đóng này, muốn chạy trốn. Nhưng trải qua một phen kịch chiến, vẫn bị Ngọc Hoàng kiếm khí của Khương Thiết cùng Khương Yên Nhi trạm sát. Cuối cùng, hai cái la bàn để cho Khương Tư Nam để ý nhất đã rơi vào trong tay khương tư nam sĩ nhìn đặt chìa khóa mở ra phiến cổ chiến trường nguyên thủy này chỉ là một cổ chiến trường cần phải phong tỏa sao lại dùng hai la bàn chân quý tên như thế khương tư nam nhìn qua cũng có chút âm thầm tặc lưỡi hai cái la bàn này thoạt nhìn là linh khí hoàng phẩm nhưng hết lần này tới lần khác dùng chất liệu cực kỳ trân quý coi như là luyện chế linh khí chí tôn cũng là không đủ trong đó có ký tức tu la tộc có phủ văn cổ tự có thể mở ra không gian cổ trận pháp. Cũng không biết hai hoàng giả giả xoa tộc này từ đâu lấy được nó. Cương Tư Nam nhìn kỹ thoáng một phát, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, liền trực tiếp ném cho kim cường trạc tiêu hóa. Cương Tư Nam ở trong hoàng thuyền Thánh Hà để được kim cường trạc, một vực ở trong tay hắn. Trong khoảng thời gian này, không biết cắn nuốt bao nhiêu linh khí hỏng cùng với bảo khoáng trân quý Tuy vết rạn phía trên đã biến mất vài phần, nhưng nhìn vẫn hỏng không chịu nổi. Chị đã đã bắt đầu tản mát ra bảo quang long lánh, có thêm vài phần tiền già khí tượng. Muốn để cho kim cương trạc hoàn toàn khôi phục, còn không biết phải thôn phệ bao nhiêu thiên tài địa bảo đấy. Vừa lúc đó mọi người Khương Ngọc Khanh cùng thần oa ở chung quanh góp mặt mà hồn tinh thạch. Từng viên ong ánh sáng long lanh, tàn ra các sắc quang màng, biển như tinh thần, khoảng chừng hơn một ngàn viên chỉ đáng tiếc chính là Mình khi trong tay Chiến giáp trên người cường giả tu lạc tộc Đại thể hóa thành tro bụi Ở dưới tuyết nguyệt mài mòn Nó vẫn đi trình tính Không có gặp được những bảo vật khác lại càng không cần phải nói tu lạc tộc truyền thừa cùng thần thông Phụ thần Lần này thật sự đã phát tài Đã có những ma hồn tinh thạch này Tu vi của các người có lẽ có thể tăng lên rất lớn Nó không chừng có thể đột phá hoàng thiên cảnh rồi Thần oa một tay cầm lấy một viên ma hồn tinh thạch hào quang hoa mỹ mặt tỏ cười tủm tỉm cực kỳ là hưng phấn cương giả ngoại vực mách tộc sau khi tử vong pháp lực nguyên thần trong cơ thể đều hình thành một viên ma hồn tinh thạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ trong đó dưới vương thiên cảnh đều là hồng sắc vương thiên cảnh màu đen hoang giả ngân sắc cương giả trí tôn là kim sắc hơn một ngàn viên ma hồn tinh thạch này có một nửa trong số đó là hồng sắc trong đó màu đen hơn ba trăm ngân sắc mấy chục viên thậm chí còn có một viên ma hồn tinh thạch kim sắc. Viên ma hồn tinh thạch kim sắc cỡ lỡ này, to bằng nắm tay, kim quang sáng chói rực rỡ tươi đẹp chói mắt, có thiên quang tràn ngập, cất giống một cỗ chấn động thần bí. Nhưng đáng tiếc chính là, những ma hồn tinh thạch này trải qua vô số năm tháng, trong đó chất chứa năng lượng đều rút lại rất nhiều, chỉ có một phần bưởi thậm chí là ít hơn. Mà không bàn nói, dựa vào những ma hồn tinh thạch này đủ để cho tất cả mọi người bọn hắn đột phá đến hoàng cảnh rồi. Có thể nói đây là một số tài phú cực kỳ khổng lồ. Những hoa hồn tinh thạch này với ta mà nói chỉ sợ tác dụng không lớn. Đối với Kim lòng tác dụng cũng không lớn. Nhưng Ngọc Khanh đại ca, yên thì tỷ tỷ, còn có thiết đại ca. Mà người các ngươi có những hoa hồn tinh thạch này, chỉ sợ có thể tích lũy đầy đủ đội tình, đột phá đến hoàn cảnh cũng không nhất định. Khương Tư Nam nhìn ba người Khương Ngọc Khanh cười mà nói. Ba người Khương Ngọc Khanh đều đã thế hệ băng phẳng, chứng kiến thái độ của Khương Tư Nam kiên quyết như thế, đều không có chối từ, cần đầu đáp ứng. Nhưng trong nội tâm bọn hắn đều âm thầm quyết định, nếu gặp được đồ vật Khương Tư Nam cần, coi như đã dốc sức điều mạng cũng phải đoạt tại cho hắn. Ở đây hoàn cảnh không tệ, hơn nữa cực kỳ ẩn nấp, không bằng ngay ở chỗ này bế quan đi. Khương Tư Nam nhìn đại địa chung quanh hoang vu, khẽ mỉm cười nói được Ba người Khương học Khanh nhẹ gật đầu Nhưng vừa lúc đó Vòng xoáy trước mắt lóe lên hào quang Từ bên ngoài đi tới bởi thanh niên cường giả Từ thế oai hùng bất phàm Mà hồn tinh thạch cả à? Thanh niên vừa vào Thấy được ma hồn tinh thạch trong tay đám người Khương Tư Nam Ánh mắt lập tức sáng ngời lộ ra thần sắc tham lam Đại ca Ở đây thậm chí có nhiều ma hồn tinh thạch như vậy Chẳng những có màu đen Còn có ngân sắc Thậm chí còn có một viên trí tôn ma hồn tinh thạch nếu nhận được những ma hồn tinh thạch này Thực lực mỗi người chúng ta có thể đột nhiên tăng mạnh đấy Một thanh niên mặc hắc y Nhìn thanh niên hung ác nham hiểm cầm đầu Có chú kích động nói Những thanh niên này Cả đám ký thức vô cùng cường đại Tất cả đều là hoàng cảnh Mặc dù chỉ là hoàng giả sơ kỳ Nhưng tất cả đều khí thế như rồng Khí độ bất phàm Nhất là thanh niên hung ác nham hiểm cầm đầu Đã đạt đến hoàng giả trung kỳ đỉnh phong chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt tới hoàng giả hậu kỳ. Thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm, toàn thân tản ra một cỗ chấn động kỳ dị, phảng phất như ẩn vào trong hư không, có chút quỷ dị. Giờ phút này chứng kiến trước mặt nhiều ma hồn tinh thạch như vậy, trong ánh mắt cũng dần độ ra chấn động cùng vẻ kích động. Phải biết rằng trong cơ thể một ngoại vực dị tộc chỉ có thể hình thành nên một viên ma hồn tinh thạch. Ngay bình thường bọn hắn tần tần khổ khổ một tháng cũng không quá đáng chỉ có thể đạt được trên trăm viên ma hồn tinh thạch. Dù sao ngoại vực dị tộc cũng không phải mặc người ta chém giết. Trong đó cũng có cường giả, thậm chí thiên tài không kém gì nhân tộc tuyệt thế. Nhưng ma hồn tinh thạch này tuyệt đối là một số tài phú rất khổng lồ. Nhất là viên ma hồn tinh thạch kim sắc, tràn ngập hào quang đóng lánh, lập tức tiến hấp dẫn ánh mắt thành niên, để trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tham lam vô cùng rừng rực. Đây chính là ma hồn tinh thạch cấp bậc trí tôn, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nếu có thể thôn về luyện hóa, tuyệt đối có thể để tù vì tăng lên tới hoàng gia đỉnh cấp. Đến lúc đó, coi như là ở trong thái dương thánh thành cũng là một phương cường giả. Nghĩ đến đây, thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm nhìn về phía đám người Khương từ Nam lộ ra sát cơ nồng đậm. Các người đã người phương nào? cũng dám cướp đoạt ma hồn tinh thạch của chúng ta. Ma hồn tinh thạch ở đây là chúng ta để ở chỗ này, thức thời đứng ngoan ngoãn giao ra, còn có thể tha cho các người một mạng, nếu không các ngươi đều ở lại đầy và chết đi. Thanh niên khuôn mặt hùng ác nham hiểm thét lên một tiếng, nghĩa chính ngôn tử nói, người sư tộc à? Trong ánh mắt của Khương Ngọc Khanh lộ ra một tia tình mạng. Không ngờ tới bọn chuột nhát đấu đầu độ đuôi này, một đám chó săn của tổ tộc tiểu nhân sinh hoạt ở trong bóng rầm cũng dám hung hăng can quấy cướp bọc cũng dám cướp đến trên đầu khương tộc ta khương nhiên nhi đôi mắt đẹp hàm xương giận quá mà cười nói nghe được đàn người của sư tộc đám người khương thường hàm sững sờ cũng không ngờ tới người sư tộc phù xỉ tới ngước như vậy trận tròn mắt nói ra đời bịa đặt khương nhiên nhi thì trực tiếp đứng ra khiển trách một tiếng nói tiện nhân sư tộc cướp bóc cũng dám cướp đến trên đầu khương tộc ta chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Thực thời thì cút đi cho cô nãi nãi. Thần Oa cũng trừng to mắt thét lớn. Các ngươi quả thực đã quá vô sỉ rồi, so với thỏ ra còn vô sỉ hơn nhiều, nếu không đan đi, các người sẽ gặp thiên khiển. Người khương tộc à? Các thanh niên sự tộc đều sững sờ, trong ánh mắt đổ ra một tia kiên kỵ. Tuy hôm nay khương tộc suy thoái, nhưng hung danh ở bên ngoài, chiến lược của khương tộc ở trong tám tộc có thể nói là mạnh nhất cũng chỉ có độc cổ nhất tộc thuần túy kiếm tu có thể tranh phòng với bọn họ. Cơ hồ có thể nói là cùng giai vô địch. Tuy người sư tục không là kém, nhưng vẫn căn bản là cảm giác được sợ hãi. Thành niên khuôn mặt hung ác nham hiểm, cảm thấy thần sắc của mọi người, qua đành vào tiếng nói. Khương tộc thì như thế nào? Không thấy được bọn hắn, chỉ là con sâu cái kiến vương giả thôi sao? Chỉ có bạch y nữ tử kia, nhìn như là hoang giả đấy. Diệt bọn chúng đi Coi như là người khương tộc cũng không biết đâu Đúng thế Đại ca nói rất đúng Diệt bọn chúng đi Ở trên trường thiên ngoại thiên vắng vẻ như vậy Ai có thể biết được Ở trước mặt quỷ ảnh tiểu đội chúng ta Con sắm hùng hằng cản quấy như thế Thật sự đã không biết sống chết Nghe được thanh niên khuôn mặt hung ác Nhằm hiểm nói ra Tất cả mọi người ánh mắt chấn động Nhào nhào tàn mát ra khí tức cường đại Cả đám cười lạnh rồi nói Giết thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm qua thành một tiếng dẫn đầu đánh về phía đám người khương tư nam thân ảnh của hắn hóa thành một bóng đen phụ thành phụ tức phẳng vất như dùng nhập vào trong hư không lập tức tiến đánh về phía hoàng thiên y tù vị cao nhất ở hắn xem ra chỉ cần giết hoàng thiên y nhưng người này cũng chỉ có thể là dây được làm thịt không có chút lực lượng trở tay nào quả nhiên không hổ là tiểu đội sẵn giết thường xuyên ở chiến trường thiên ngoại thiên lịch lãm rèn luyện vừa ra tay đã sát chiêu ở trong hư ảnh chất chứa sát cơ thời điểm tới gần đám người khương tư nam kim quang rậm rạp trang trịt, bao phủ thân ảnh của tất cả mọi người vô ảnh kiếm khí các thành niên sử tộc đều nhao nhao đánh tới tân hình quản hắn giống như quỷ mị tốc độ nhanh đến cực hạn hơn đứa có lòng phòng bị để cho đám người trong ánh mắt khương ngọc khanh đổ ra vẻ cảnh giác mọi người cẩn thận sự tộc am hiểu ảnh hưởng thần thông cực kỳ đã quỷ dị cẩn thận bọn hắn đánh đánh đậy khương ngọc khanh hô đớn một tiếng mà khương tư nam sớm có phòng bị vừa nhìn thấy thanh niên khuôn mặt hùng ác nhảm hiểm biến mất ở trong hư không cả người lập tức lăng không mà lên thần quang kim sắc hảo hảo đáng đáng mang tất cả tứ phương nguyên thần được bắt được thân ảnh của thanh niên một quyền oanh đến thần tiêu chân đôi cuộn cuộn mà đến từ khí tung hoành trên quyền mang tràn đầy tia chớp rừng rực, bao phủ đầy nửa bầu trời. Khương Tư Nam vừa ra tay, liền đã lôi đạo thần thông bá đạo nhất, lập tức đánh trúng thân hình của thanh niên. Đoanh! Lôi quang rừng rực, nhưng ánh mắt của Khương Tư Nam ré lên. Hắn phát hiện lôi đạo thần thông của mình giống như không có tác dụng với thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kia. Tùy đánh trúng vào thân ảnh của hắn, nhưng đã như kích ở trong hư không, trong hư ảnh kia vẫn đánh về phía Hoàng Thiên Y. Ừ thật pháp tắc sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, thật không ngờ cường giả sư tộc bất phàm đã dung nhập hư thật pháp tắc vào trong hư ảnh, căn bản không bị đôi đạo thần thông của Khương Tư Nam ảnh hưởng đến. Mà vừa lúc này, thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm đã xuyên qua lưu tình phong tỏa đi đến trước mặt Hoàng Thiên Y. Hư ảnh kiếm khí ẩn chứa sát cơ đâm về phía mì tầm của Hoàng Thiên Y. Mà giờ khác này, khuôn mặt của Hoàng Thiên Y một bực tạnh nhạt dịu dàng, hai mắt đột nhiên bắn ra ánh lửa rừng rực, tàn ra hào quang bảy màu, từ đó bay ra một phượng hoàng hư ảnh. Theo một tiếng phượng bình chấn động tinh hồn vàng địch, tất thải hỏa diệm biến thành hư ảo, lập tức đốt phiến khiến khí hư ảnh kia thành hư vô. Trên mặt thanh niên khuôn mặt hung áp, nham hiểm, vốn cười lạnh, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ở trong hư không phát ra một tiếng kêu đau đớn, đột nhiên lùi về phía sau. Ở trong hư không hiện ra thân hình, vẻ mặt như gặp quỷ rồi. Hư huyễn chi hỏa ư, người dị nhiên nắm giữ hư huyễn trí hỏa, hơn đơn đã phượng hoang chân hỏa, người đến cùng là người phương nào. Trong thay âm của thành điền khuôn mặt hùng ác nham hiểm, mang theo một tia kinh nghi bất định. Hoàng thiên y không nói câu nào, áo trắng vòng bệnh đạp hư không và đứng, toàn thân bao phủ một tầng tiên vụ đóng lánh, hồn nhiên không giống nữ tử nhân gian. Mà Khương Tư Nam thì trong ánh mắt bé lên tinh quang, toàn thân tràn gặp kim hà, bộc độ tài năng, 36 về sau đạo thần kiếm kìm sắc thoáng hiện ở trong hư không, hóa thành một mảnh thiên cương kiếm trận trừng trực, trực tiếp quay trùng quanh thanh niên có khuôn mặt hùng ác nhằm hiểm kia. Giết! Khương Tư Nam chợt quát lớn một tiếng, kiếm quang quanh trời mà đến, từ bốn phương tam hướng đánh về phía thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm. Thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm cảm nhận được kiếm quang phảng phất, nhưng có thể đâm thủng thân hình, cũng không dám đánh phong mang. Cần người hóa thành bộ đạo hắc quang, lập tức sông lên trời. Mà ba mươi sáu thanh hoàng kim thần kiếm lại tan vào, cũng đồng thời sông lên trời, theo thật sát sau lưng thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm ấy. Ông, ông, trong hư không có ảnh tử màu đen tràn ngập, phẳng phất như quỷ ảnh đan vào, để cho nửa bầu trời hóa thành màu đen, thiên mạc tràn ngập. Thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm cũng mất đi tung tích. Pháp tắc chỉ được thật quỷ dị, chẳng lẽ cái này là huyết mạch thần thông của sư tộc sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, hiện tại ngay cả thần trí của hắn cũng cảm giác không đến, thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kia đang ở đâu? Oanh! mà đổi thành một bên khác. Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết thì phân biệt chống lại một cường giả sư tộc. Tỏ ra cũng bị mấy cường giả sư tộc trùy chạy trốn tứ phía. Chỉ có thần oa trôi nổi ở trong hư không. Khuôn mặt nhỏ nhắn, bảo tướng trang nghiêm. Một tay nắm thất thải thạch châu, một tay chỉ vào mấy hoàng giả sư tộc nói. Các người công kích ta là công kích thượng thiên, các người ngỗ nghịch ta là ngỗ nghịch thiên đạo. ắt gặp thiên khiển gia thân vạn quỷ hàng lâm. Trong thanh âm của thần oa mang theo một tia trực lượng kỳ dị, để cho hai thanh niên sư tộc đối diện với hắn đều không hiểu thấu. Trong ánh mắt mang theo vẻ trào phúng, đều hóa thành ảnh tử, đánh về phía thần oa. Hai thanh niên sư tộc đều híp mắt, thấy được thất thải thạch châu trong tay thần oa rất bất phàm, muốn đến cướp lấy. Nhưng vừa lúc đó, bên trong hư không, lôi âm nổ lớn, lôi đình trừng trực từ trên trời giáng xuống, lập tức liền rơi vào trên đỉnh đầu bọn hắn để cho toàn thân bọn hắn cứng đơ bốc lên khói đen trong ánh mắt cả đám lộ ra thần sắc khó có thể tin bọn hắn rõ ràng chứng kiến thân oa căn bản không có sử dụng thần thông gì là ở đó hô lớn một trận thì có lôi đình đáp xuống chẳng lẽ cách này thật sự là trùng hợp sao nhưng mà còn không có đợi hai người bọn họ kịp phản ứng trong hư không tràn ngập trong một cỗ lực lượng vô cùng là kỳ dị phảng phất như có quỷ ảnh dữ tợn hình thành ở trong hư không phát ra thanh âm để cho người ta tâm kinh đàm hàn lập tức đánh tới mì tâm của hai thanh niên sư tộc trong ánh mắt của hai thanh niên sư tộc đều lộ ra một tia sợ hãi quỷ ảnh có một loại lực lượng thần bí giấu diếm đây sát cơ khủng bố để cho bọn hắn cảm giác được phảng phất như không có chút lực lượng trở tay mà với lúc này mỹ tâm bọn hắn đều đồng thời có một đạo phù văn thần bí lập ra phai vờ quỷ ảnh, cái phù văn kia cũng trần gặp hắc quang, Hẳn là cường giả sư tộc bố trí xuống phòng cự thủ đoạn cho nguyên thần của bọn hắn. dù song nguyên thần của tu trần giả là yếu ớt nhất, nhất là gặp cường giả cường tộc am hiểu thần thông nguyên thần công kích, rất dễ dàng sẽ gặp bất trắc, nhưng còn không có lợi hại. đợi hai thanh niên sư tộc kia buông lỏng một hơi, liền có càng nhiều quỷ ảnh ở trong hư không hình thành sương mù màu đen tràn ngập trực tiếp bao phủ hai người bọn họ ở trong đó không bao lâu sau từ đó truyền ra một tiếng kêu thảm thiết hai hoàng giả sư tộc cứ như vậy đã bị chết ở trong tay của thần oa Mặt đổi thành một bên khác Tùy chiến lược của thanh niên sư tộc bất phàm cũng có thủ đoạn phòng ngự thần thông nguyên thần công kích thế nhưng mà bản thân của cương ngọc khanh cương yên Đi cùng cương thiết đều là tuyệt thế thiên tài của khương tộc tồn tại không phải một hoàng giả mà lĩnh ngộ pháp tắc trải qua một phen chém giết kịch liệt cũng trước sau chém giết đối phương đi kìm lòng thì dựa vào thần phù kinh cường đại cùng một hoàng giả sơ kỳ chiến đấu vô cùng kịch liệt không rơi vào thế hạ phong tuy thỏ ra một bực đang lẩn trốn hơn nữa trong miệng oa oa gọi bậy nhưng trên mặt lại không có một chút bối rối căn bản không có ai có thể đuổi theo hắn mà ngay cả cường giả sử tộc cũng cảm giác được con thỏ này rất tà môn. Chiến đấu còn không có tiến hành bao lâu, cương giả sư tộc liền bị ai phát hiện. Mười cương giả sư tộc của quỷ ảnh tiểu đội lập tức chết mất một nửa. Điều này sao có thể chứ? Thanh niên quân mặt hung ác nhằm hiểm kia, tuy tàng hình ở trong sương bù đầy trời, nhưng thêm một màn như vậy cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm. Tuy cương giả khương tộc chiến lược rất cường đại, luôn là cùng giai vô địch, nhưng thật không ngờ Với mà cường đại đến tình trạng như thế Vương giả chiến hoàng giả Chẳng những không rơi vào thế hạ phong Còn như chém dưa thái rau Giết nhiều cường giả sự tộc tới như vậy Nhất là tiểu thi hài mập mạp kia Thậm chí có một loại lực lượng Ngồn xuất pháp tùy Để cho thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm phảng phất như nghĩ tới Lực lượng trong truyền thuyết kia Càng không có chút chiến ý nào Với lúc đó thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm từ trong hư không thả người đi ra, tránh thoát 36 chuỗi hoàng kim thần kiếm chặn đường, điều động hư thật pháp tắc. Trong đông nhất thời phảng phất như trời lật đất chuyển, xa vào trong bóng tối. Anh tử kiếm vô cùng vô tận, từ bốn phương tam hướng gào đến, sáng chói đến cực hạn. Toàn thân thanh niên khuôn mặt hung ác nhằm hiểm kia, bộc phát ra lực lượng hảo hảo đáng đáng, đồng thời triển khai tuyệt sát đối với đám người khương tử nào gặp phải cương địch đi mau thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm cũng không có hàm chiến mà là phát ra một kích tấn mãnh nhìn mọi người giống lên một tiếng mang theo sáu cường giả sư tộc còn lại chạy thục mạng về phía bên ngoài muốn đi à nào có dễ dàng như vậy chứ ánh mắt của cường tư nam lóe lên lỗ trong một đạo hảo quang rừng rực đã chống lại sư tộc vậy thì phải trảm thảo trừ căn bằng không đưa tới cường giả sư tộc sẽ rất phiền toái đấy. Oanh! Khương tử Nam oanh ra một quyền, không gian huyệt khiếu toàn thân nhen nhóm thần đăng, rừng rực chói mắt, như là tinh thần chiếu rõ, khi huyết toàn thân bốc cháy lên, pháp lực thúc giục lớn đến cực hạn. Khương tử Nam như một hoàng kim chiến thần ngang trời đánh tới. Tạo hóa thần quyền sinh thế giới, phản phất như muốn ở trong hư không, mở ra một thế giới chân thật. Quyền mang hào hào đáng đáng, lập tức bành trướng thành lớn cỡ vạn trượng tốc độ nhanh đến cực hạn đánh về phía bọn người thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kia không xong rồi thanh niên có khuôn mặt hung ác nham hiểm cảm nhận được quyền cương vô cùng thâm hậu trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi một sư tộc hoàng giả rơi sơ kỳ rơi vào mặt sau căn bản không có bất luận lực lượng trở tay rơi vào trong thế giới quyền cương bị hỗn độn sương mù quét qua hóa thành một mảnh hư vô thanh niên có khuôn mặt hung ác nham hiểm cảm thấy lực lượng mình vùng xé rách tốc độ cả người phảng phất như chậm lại nếu tiếp tục như vậy rất có thể ngay cả mình cũng chết ở chỗ này giờ phút này cái gì mà ma hồn tinh thạch tất cả đều ném ở sau đầu trong nội tâm của thanh niên khuôn mặt hung ác nhàm hiểm cách nghĩ duy nhất liền là chạy trốn thoát được càng xa càng tốt hắn là triệt để bị dọa cho sợ rồi hôm nay tù vị của khương tư nam đã đến vương giả đỉnh cấp Hồng mông tạo hóa kinh cùng cửu dương bất diệt ngọc hoàng kinh ra thân Để cho chiến lực của hắn đạt đến một cấp độ cực kỳ khủng bố Lực lượng thân thể vô địch, pháp lực mênh mông vô tận Tăng thêm tạo hóa thần quyền tự nghĩ ra Một quyền sinh thế giới Coi như là thanh niên khuôn mặt hung ác nhàm hiểm kia Tù vị bất phàm Nhưng ở dưới một quyền kinh diễm cũng ảm đạm thất sắc Rằng rắc Vừa lúc đó, thanh niên khuôn mặt hung ác nhàm hiểm cảm giác được sau lưng chuyển đến hấp lực khủng bố. Trong ánh mắt bỗng nhìn lộ ra vẻ hùng lệ. Hắn trực tiếp bắt được hai hoàng giả sư tộc bên người. Pháp lực cuồng bạo cường thế dung nhập đến đan điền của bọn hắn, sau đó vung về phía Khương Tử Nam. Rầm rầm. Pháp lực của thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm bị kíp nổ. Trong ánh mắt của hai hoàng giả sư tộc đều lộ ra thần sắc khó có thể tin cùng tuyệt vọng pháp lực trong đan điền bị thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kíp nổ như hai thái dương ầm ầm bộc phát ra thần quang đảo đạo đãng đãng đằng mang cả tứ phương hư không mảng lớn mảng lớn nghiền nát hai hoàng giả tự bảo để cho phương viên hơn mười giảm bị san thành đất bằng coi như là tạo hóa thần quyền uy lực mênh mông nhưng vẫn bị làn sóng xung động kinh khủng này triệt tiêu đồng thời quy về hư vô đồng thời trong tay thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm xuất hiện một pháp bảo hình thoi ám kim sắc, bảo vệ đây hắn, lập tức xuyên vào hư không, biến mất không thấy tung tích. Đáng giận, vậy mà để cho hắn chạy mất. Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng, thật là không ngờ, thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kia xảo hoạt tên như thế, vậy mà trực tiếp trốn đi rồi. Mà hiện trường còn lại bốn hoàng giả sư tộc cũng đã ngốc mất, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin cùng bị phẫn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Sư tộc đại ca được mọi người kính trọng Chẳng những bỏ xuống bọn hắn một mình đau tẩu Còn không tiếc dùng bọn hắn Làm kẻ chết thay Để đổi lấy cơ hội chạy trốn cho chính mình Đây là quỷ ảnh tiểu nội trưởng sao Còn đại bốn hoàng giả sư tộc vẻ mặt đều thất hồn lạc phách Đã không có một tia chiên ý trên người Chứng kiến Khương Tư Nam rơi vào trước mắt Trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng rồi Bọn hắn chưa từng nghĩ đến một vương giả vậy mà sẽ cho bọn hắn áp lực lớn tới như thế. Để cho bọn hắn tấn chức hoàng thiên cảnh, nắm giữ pháp tắc chỉ lực cũng sợ hãi như thế. Nói đi, các ngươi là người phương nào, sao lại tới nơi đây? Thanh âm của Khương Tư Nam rất nhạt, đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng trên người lại tàn mát ra, một cỗ khí thức mình mồng vô tận, để cho bốn hoàng giả sư tộc đều cảm thấy khí thức áp lực. Bình thường vương giả chỉ sợ bộ tĩnh ngộ lực lượng thiên địa mà hoàng giả thì nắm giữ pháp thắc chỉ lực. Đối với vương giả mà nói, có được lực lượng nghiền ép. Nhưng Khương Tư Nam dung hợp ngũ hành âm dương bản nguyên, trước thiên độc hậu. Nội tình cường đại, ngũ hành âm dương pháp thắc trụ cột nhất đã dung nhập đến trong huyết mạch của hắn. Nếu không phải hồng bồng tạo hóa tháp hạn chế, bản thân hắn tích lũy quá hùng hậu, rất khó đột phá bình cảnh. Nếu không, hắn đã sớm đột phá đến hoàng giả rồi chúng ta nói cho người biết, nhưng chỉ cầu người có thể giúp chúng ta giết tiện nhân sư bình kia. Chúng ta đều là mắt bị mù, thật không ngờ sẽ theo một đội trưởng tâm ngoan thủ lạc, vô tình vô nghĩa tới như vậy. Một thanh niên sư tộc trong ánh mắt lộ ra một tiếng điên cuồng nhìn Khương Tư Nam nói. Bọn hắn đối với thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kia cũng chính là sư bình cực kỳ thất vọng. Cho nên Khương Tư Nam muốn hỏi bọn hắn tin tức bọn hắn chẳng những không có bất luận phản kháng, còn thanh thanh thật thật khai báo ra. Sau một lát, Khương Tư Nam cùng đám người Khương Ngọc Khanh, từ trong miệng bốn người này, đã biết được tin tức của sư tộc. Thì ra quỷ ảnh tiểu đội, bọn hắn ở trong một sư tộc, coi như là tiểu đội săn giết nổi danh. Lúc này đây dĩ nhiên là cùng tổ tộc, mỗi dung tộc chung một chỗ, đến trên trường thiên ngoại thiên thăm dò một tượng cổ di tích. Nghe nói trong di tích kia Có khả năng có cửu thiền chân thiên chân tiên Lưu lại truyền thừa Mắc quỷ ảnh tiểu đội Ở dưới sư bình dẫn dắt Ở trong đại lục suy bại này Tìm tòi tung tích Trong lúc vô tình thấy được phòng xoáy thông đạo Ngoài sơn cốc Tò mò tiến vào xem xét Lúc này mới gặp đám người Khương Tư Nam Dĩ nhiên là bộ dung tộc Tổ tộc cùng sư tộc chung một chỗ hành động Di tích tiên đạo xem ra tam đại cổ tộc này biết đến còn thật là không ít à. Trong ánh mắt của Khương Ngọc Khanh lộ ra một tia cười lạnh. Sau khi bốn hoàng giả sư tộc thông báo xong, hắn trực tiếp ra tay chém giết bốn người kia. Hôm nay Khương tộc cùng tổ tộc là sinh tử cựu địch, mà sư tộc là chó săn trung thành của tổ tộc, tự nhiên không thể thả hổ về rừng. Mộ dung nhất tộc không phải thiên đế trì tộc hôm nay sao? Theo lý thuyết, hắn là tồn tại siêu nhiên nhất, nhưng vậy mà cùng tổ tộc sư tộc quấy chung một chỗ thật đúng là có ý tứ mắt to xinh đẹp của khương yên nhi phụt sáng lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ Càng người đã nói bộ dùng nhất tộc cùng tổ tộc liên thủ sao ánh mắt của khương tư nam khẽ động nghĩ tới một loại khả năng hôm nay thiên đế vị sắp đến kỳ còn có phải năm là một đời thiên đế mới tuyển bạt mà thiên đế thế hệ này của bộ dung tộc Nghe nói sẽ sắp áp chế không đổi tu vi Phải phi thẳng tiền giới Nhưng một đời trẻ tuổi Lại không có yêu nghiệt quá mạnh xuất hiện Bộ dùng siêu thiên tài nhất Ở trong này Bát đại cổ tộc cũng chỉ có thể xem như là trung bình Tranh đoạt thiên đế vị vô vọng Nhưng thiên đế sơn tám tộc hôm nay Trong bát đại thiên kiêu Tổ tộc tổ quần nhân Lại đứng hạng thứ nhất Khương tộc Khương Giật Phong cùng độc cố nhất tộc Độc cô Thịnh đứng hạng thứ hai cùng thứ ba như dựa theo bát đại thiên kiêu bài danh, tổ cuồng nhân lại có khả năng trở thành người chọn lựa thiên đế đời sau nhất. Cho nên lúc này bộ dung nhất tộc cùng tổ tộc sư tộc quấy chung một chỗ, vậy thì không thể không khiến người ta suy nghĩ. Trước mà kể bộ dung nhất tộc cùng tổ tộc có cấu kết hay là không, chúng ta trước khi ly khai nơi đây rồi nói sau, tại đây đã không an toàn nữa rồi. Khương Tư Nam chậm rãi nói ra, đám người Khương Ngọc Khanh cũng nhà gật đầu hôm nay sư bình đào tàu nếu như tới cường giả tổ tộc cùng với mộ dung tộc chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn góp nhặt tất cả ma hồn tinh thạch năm người khương tương nam đi ra ngoài sườn cốc trên trường thiên ngoại thiên sắp nơi đều tràn đầy khí thức tĩnh mịch cùng khô bại vô cùng hoang vu đại lục tàn phá trồi nổi ở trong hư không tinh thần nghiền nát trời xuống điểm điểm sáng bóng tràn đầy sát khí ngập trời trên chiến trường nguy cơ trùng trùng này chẳng những thường xuyên có tiểu đội săn giết xuất hiện cũng sẽ có cường giả ngoại vực dị tộc qua lại bọn hắn cũng là tiểu đội săn giết thường xuyên ở chỗ này săn giết nhân tộc thời điểm không có đại đội chém giết ở đây liền trở thành chiến trường để cường giả song phương đọ sức những năm này cũng không biết có bao nhiêu thiên tài cường giả các tộc chết ở nơi đây khương tư nam cùng đám người khương ngọc khanh chung một chỗ cẩn thận từng ly từng tí rời đi đại lục trôi nổi ẩn nấp thân hình đi tới một viên tinh thần nghiền nát. Đây là một viên tinh thần xanh thẳm, tuy chỉ còn lại có một nửa, nhưng lớn cỡ nghìn dặm, khắp nơi đều tràn đầy hào quang xanh thẳm, tản ra âm hàn chi khí. Cường Tư Nam trực tiếp bày ra ẩn nặc trận pháp cường đại bao phủ cả đám đông. Ngọc Hành Đại Ca, lúc này đây chúng ta đã nhận được nhiều ma hồn tinh thạch như vậy. Mọi người ở đây chỗ này bế quan tu luyện một phen, hy vọng có thể đột phá đến hoàng giả Đến lúc đó chiến lược của chúng ta lại có thể tăng cường rất nhiều. Khương Tư Nam nhìn mọi người, khẽ mỉm cười nói. Tư Nam nói không sai. Khương Ngọc Khanh cũng là gật đầu nói. Hôm nay chiến lực chiến trường thiên ngoại thiên biểu hiện ra thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đại dấu diếm sát cơ bên trong. Không biết lúc nào sẽ bộc phát đại chiến mang tất cả thiên ngoại thiên. Chúng ta nhất định phải cố gắng để cao tu vi mới có thể ở trong đại kếp kế tiếp mà sống sót. Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết cũng nhìn nhau, đồng ý nhà gật đầu. Cuối cùng nhất, ngoại trừ Khương Tư Nam lưu lại hộ pháp, tất cả mọi người đều xa vào trong bế quan. Ma hồn tinh thạch chính là tinh hoa pháp lực cùng nguyên thần của ngoại vực dị tộc biến thành, giống như là kim đan cùng nguyên anh trong cơ thể nhân tộc, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, lợi dụng ma hồn tinh thạch vượt ải. Ba người Khương Ngọc Khanh đều có năm chắc ở trong thời gian ngắn đột phá đến hoàng giả rồi ngay cả lý kim long thần oa cùng thỏ ra cũng bắt đầu trắng trợn thôn phệ luyện hóa ma hồn tinh thạch nhất là thần oa giống như không có một chút bình cảnh tu vi thẳng tắp dâng lên đến bây giờ đã đạt đến vương giả cảnh rồi loại thiên phú khủng bố này để cho khương tư nam cũng âm thầm tạc lưỡi chứng kiến tất cả mọi người bị một mảnh hào quang sáng chói bao phủ luyện hóa ma hồn tinh thạch xa vào trong khi tu luyện Khương Tư Nam cũng lấy ra một viên ma hồn tinh thạch ngần sắc. Ma hồn tinh thạch, nếu quả thật đối với tù vị của ta có trợ giúp chăng? Ta đề há không phải là có thể lợi dụng cơ hội chém giết ngoại vực dị tộc, ở chỗ này đột phá đến hoàng giả hay là sao? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kích động. Viên ma hồn tinh thạch ngần sắc kia lớn cỡ nắm tay hải nhi, hình sáu cảnh, tản ra óng ánh sáng long lanh trong đó phẳng phất như có bích hải triều sinh gào thét, có hơi nước tràn ngập chấn động. Đây là một viên ma hồn tinh thạch thủy thuộc tính. Nói rõ chủ nhân của nó là một vị cường giả tu luyện thần thông thủy thuộc tính. Rằng rắc Trong tay Khương Tư Nam đã lên hào quang, trực tiếp bóp nát ma hồn tinh thạch. Một mảnh quang mang sáng chói màu xanh da xa trời tràn ngập ra. Khương Tư Nam hít một hơi thật sâu, nuốt trôi biển hấp tất cả quang vùng màu xanh xa trời đều hấp thụ vào. Trong nháy mắt, toàn thân thư thái ấm áp, nguyên thần mát lạnh, có một loại cảm giác vũ hóa phi thăng. Khương Tư Nam cảm giác được pháp lực của mình đã gia tăng lên một phần. Pháp lực toàn thân bàng bạc như đại hải lao nhanh, lao về một địa phương không biết. Mà ở địa phương không biết kia, có một đại môn cực kỳ chắc chắn, phẳng phân như tiên kim đúc thành. Coi như là toàn thân Khương Tư Nam pháp lực bàng bạc, cũng không thể để cho đại môn kia lắc lư một chút. Khương Tư Nam biết rõ, cái gọi là đại môn này là bình cảnh mình đột phá đến hoàng cảnh, so với hắn tưởng tượng còn muốn chắc chắn, coi như những ma hồn tinh thạch ngân sắc này, đối với hắn hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Xem ra là muốn đột phá, cũng chỉ có ma hồn tinh thạch kim sắc mới có tác dụng thôi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, mình tích tụ quá hùng hậu làm cho độ có muốn đột phá cũng đã gấp trăm lần nghìn lần người ta. Mà hồn tinh thạch ngân sắc, với hắn mà nói, hiệu quả rất yếu. Có lẽ chỉ có ma hồn tinh thạch kim sắc mới có thể giúp hắn vượt qua ải. Mà trong đội tâm cương tư nam cũng có một loại cảm giác. Chỉ sợ một viên ma hồn tinh thạch kim sắc còn chưa đủ để cho hắn đột phá. Cho nên hắn cũng không vội vã tuyển hóa ma hồn tinh thạch mà ngồi xuống hộ pháp cho đám người Khương Ngọc Khanh. Khương Ngọc Khanh vì một mảnh sương mù màu, màu ngà sữa lượn lờ, có kim khí màu trắng biến ảo thành hoa cỏ cây cối, sông núi hồ nước. đến cuối cùng bên người khương ngọc khanh phẳng phất nhiên xuất hiện một tiểu thế giới kỳ dị vô cùng thần bí. mà khuôn mặt khương yên Nhi hiện ra đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân có hoa đào trước khí lượn lờ, phẳng phất nhiên xuất hiện một huyễn cảnh kỳ dị, để cho người ta nhìn không được trầm mê bên trong đó. chỉ có khương thiết thuần túy nhất quanh thân đều là kiếm khí màu đen lượn lờ thân quang lập lòe tràn đầy ý cảnh tuyệt diệt cùng giết chóc mày kiếm nhíu lại phẳng phân nhiều hóa thần thành một sát lục trì thần mà thần oa lý kim lòng cùng thỏ ra hiếm thấy nhất bọn hắn không có người xuống tu luyện mà tuốt luôn đại lượng ma hồn tinh thạch cả đám cười tùm ta tùm tìm nhất là thỏ ra cười đến miệng muốn nứt ra ngay cả hoàng thiên y cũng mượn nhờ ma hồn tinh thạch ngần sắc ra vào trong trạng thái tù luyện không một cái ba ngày thời gian trôi qua Thời điểm ánh lửa nóng bỏng tràn ngập Tiếng phương hót trong trào vang vọng hư không Khi tức trình người Hoàng Thiên Y Đột nhiên tăng cường gấp đôi Cảnh giới cũng lập tức đột phá Đến hoàng giả hậu kỳ Loại tốc độ đột phá này Coi như là Khương Tư Nam cũng âm thầm tạc lưỡi Người đột phá sao Khương Tư Nam mỉm cười Trong lòng có chút vui vẻ Hoàng Thiên Y mặc bạch y từ trong sách hạ đi tới Khuôn mặt tuyệt mỹ để cho người ta hít thở không thông. Càng gây trần thế bất nhiễm, tản ba trả khí tức siêu nhiên xuất trần. Ngón tay ngọc thon dài, có chút nâng lên. Tinh hoa của ma hồn tinh thạch xói mòn, chỉ còn lại có đá vụn theo gió phiêu tán. Ánh mắt của Hoàng Thiên Y lạnh nhạt, nhưng thời điểm nhìn về phía Khương Tư Nam lại có thêm một tia ôn nhu khó có thể phát giác, để cho Khương Tư Nam phảng phất như muốn hòa tan vào trong ánh mắt nàng. Phải rồi, nhưng cái tiếp còn muốn đột phá Chỉ sợ Dũng không dễ dàng như vậy đâu Hoàng Thiên Y ôn nhu Nhìn Khương Tư Nam Khẽ cười nói Không sợ Tuy chiến trường thiên ngoại thiên này Nguy cơ trùng trùng Nhưng cũng có một bảo địa Chẳng những có thể dùng giết địch lịch lãm rèn luyện Hơn nữa cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên Chỉ cần có thể tìm được Chúng ta có thể tiếp tục đột phá Trong mắt của Khương Tư Nam long lánh Khẽ cười cười rồi nói với mọi người Vài ngày kế tiếp, Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết quả nhiên mượn nhờ đại lượng mà hồn tinh thạch để tiêu hào rộng lượng thần Đan Dương, sau đó rốt cuộc một lần nữa đột phá đến hoàng giả sơ kỳ. Ký tức mình bồng tràn gập ra, phẳng phất như hư không chung quanh đang run rẩy, hào quang rừng rực lập lòe, như là ba vòng thái dường trống rỗng xuất hiện trong hư không. Một vòng biến ảo như là ý, thiền biến vạn hóa, một vòng hiện lên màu hồng phấn ẩn trước bị hoặc một vòng cuối cùng thì màu đen nồng đậm như mực tràn đầy sát cơ khương ngọc khanh khương yên nhi cùng khương thiết xuất quan hít một hơi thật sâu trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc kích động chúc mừng ba vị huynh trưởng cùng tỷ tỷ đột phá từ nay về sau khương tộc ta thêm ba vị cường giả hoàng đạo nữa rồi khương tư nam chứng kiến bọn hắn xuất quan liền cười đi tới chúc mừng cùng vui cùng vui lúc này đây cũng đã may mắn mà có từ nam hôm nay đột phá đến hoàng giả thực lực của vinh diệu tiểu đội chúng ta coi như đã, đã có tăng lên khương ngọc thành khẽ cười nói nhưng chỉ sợ coi như là chúng ta đột phá cũng không nhất định là đối thủ của tư nam ngươi rồi trong mắt của khương thiết lộ ra một tiệt chiến ý nóng bỏng nhìn khương tư nam mà nói có thời gian chúng ta luận bàn một chút nhìn xem lúc này đây người còn có thể thắng được ta hay không Lúc này đây mượn nhờ đại lượng ma hồn tinh thạch. Hoàng Thiên Y đột phá hoàng giả hậu kỳ. Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng với Khương Thiết cũng đều trở thành hoàng giả sơ kỳ để cho chiến lược của vinh diệu tiểu đội tăng cường. Nên là Khương Thiết hiếu chiến trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy chiến ý. Nếu không phải chiến trường thiên ngoại thiên nguy cơ trùng trùng chỉ sợ hắn đã tới khiêu chiến Khương Tư Nam rồi. Ba người bọn họ đều là thiên tài của Khương Tộc hôm nay đột phá hoàng giả thực lực đột nhiên tăng mạnh nắm giữ chi dường pháp tác chỉ lực có thể diễn biến ra nhiều loại thần thông cường đại ma hồn tinh thạch trong cơ thể ma vực ngoại tộc dường như là tinh khiết bất nhiễm nhất là ma hồn tinh thạch của cường giả ma hoàng thậm chí là ma tôn càng gần trước một tiểu pháp tác chỉ lực nếu chúng ta có thể liên tục không ngừng luyện hóa ma hồn tinh thạch ở trước khi đột phá đến trí tôn cảnh có thể nói căn bản không có bên cảnh gì trong ánh mắt của Khương Ngọc Khanh Lộ ra một tiếng kích động chậm rãi nói Từ Nam Hiện tại thực lực của chúng ta tăng nhiều Coi như gặp tiểu tổ quân đội dị tộc Cũng không sợ Hiện tại chúng ta cần phải làm Là săn giết đại lượng dị tộc thu hoạch ma hồn tinh thạch về Khương Ngọc Khanh cùng Khương Yên Nhi Khương Thiết Đều nhìn ra Khương Tư Nam không có luyện hóa Những ma hồn tinh thạch này Tất cả đều cho các nàng dùng làm đột phá Chỉ có một viên ma hồn tinh thạch kim sắc Quá mức trần quý tạm thời để lại. Lúc này đây đột phá, bọn hắn cơ hồ tiêu hao hết tất cả ma hồn tinh thạch. Nhưng hôm nay, Khương Tư Nam như cũ là vương giả đỉnh cấp, cho nên bọn hắn vốn săn giết dị tộc, thu hoạch ma hồn tinh thạch trợ giúp Khương Tư Nam. Hôm nay Khương Tư Nam còn không có đột phá hoàng giả, chiến lược cũng đã có thể so với hoàng giả trung kỳ, thậm chí là hoàng giả hậu kỳ. Nhưng một khi đột phá sẽ cần đại đến loại tình trạng nào? Tốt, Dùng thực lực của chúng ta hôm nay Coi như gặp được hoàng giả đỉnh cấp Cũng có sức đánh bộ trận Chúng ta liền đi ra ngoài săn giết cường giả dị tộc Khương Tư Nam cũng gật đầu nói Không thể không nói Khương Ngọc Khanh Nói để cho hắn rất động tâm cương Tư Nam tu luyện hồng bông tạo hóa kinh Cựu dưỡng bất diệt Ngọc Hoàng Kinh Tất cả đều di động không đáy Tiêu hào năng lượng Có thể nói vô số Hôm nay còn như con đại lượng thuần dương đan Cũng rất khó để cho hắn đột phá hoàng giả dù sao muốn đột phá hoàng giả đã liên quan đến tìm hiểu tiền địa pháp tắc không phải chỉ dựa vào hấp thu thuần dương đan là có thể đột phá được nhưng ma hồn tinh thạch thì bất đồng ma hồn tinh thạch chính là pháp lực tình huyết cùng khuyên thần trong cơ thể ngoại vực dị tộc biến thành ở chứa năng lượng bàng bạc lại có pháp tắc chỉ thực mà ngoại vực dị tộc tìm hiểu nếu có đủ ma hồn tinh thạch Khương Tư Nam có thể dựa vào đó đột phá hoàn cảnh. Nhưng cần ma hồn tinh thạch nhất định là một con số khổng lồ. Bọn hắn ở chỗ này lấy được ma hồn tinh thạch tuy không ít, nhưng đại bộ phận đều bởi vì tuyết nguyệt trôi qua, tinh hóa mất đi hơn phần nửa. Với hắn mà nói, hiệu quả cũng không rõ ràng. Năm người Khương Tư Nam đi ra ngoài giới. Chiến trường thiên ngoại thiên dành như ý nghĩa là ở giữa vực ngoại tinh không cùng thái sơ đại thế giới cũng là một đạo bình chướng cuối cùng của thái sơ đại thế giới đi phía trước là tinh không vô tận phía sau là thái sơ đại thế giới ở trong chiến trường rộng lớn cổ xưa có tám tòa cổ thành phân biệt trên áp bát hoang ngăn cản ngoại vực dị tộc xâm lấn hơn một vạn năm qua không biết có bao nhiêu cường giả chôn xương ở nơi đây trong tinh không cô độc cùng cô quạnh là vĩnh hằng chủ thể nhìn phía xa sáng lên tinh thần tuy xúc tu có thể sờ được nhưng rất có thể cách vô tận thời không trước mặt vạn dặm phiến chiến trường này cực kỳ hoang vu hơn nữa bị nghiền nát khắp nơi đều là đại lục trôi nổi khắp nơi đều là tinh thần nghiền nát sự cốt khô bình khí tùy ý có thể thấy được vô số ngọn núi sập đổ có thể thấy được năm đó đại chiến thảm thiết thế nào hôm nay dân tộc ở thái sơ đại thế giới trấn thủ trong tám cổ thành mà ngoại phật dị tộc thì chiếm lĩnh các nơi ở chiến trường thiên ngoại thiên, thường xuyên phát động chiến tranh với tám tòa cổ thành. Năm người khương tư nam ở giữa trời sao tịch liều phi hành, bay về phía một đại lục tan hoang trôi nổi. Trong tin tức bọn hắn lấy được, chỗ đó hẳn là một địa phương trọng yếu của tu la tộc. Thời gian một ngày, năm người khương tư nam phi hành mấy vạn dặm trên đường lại gặp mấy cường giả trẻ tuổi của dị tộc có giả xoa tộc cũng có bát tí ma tộc còn có thú tộc hình thù kỳ quái tất cả đều là rất dễ dàng bị đám người cương tư nam rào sát gặt hái được một ít ma hồn tinh thạch cuối cùng nhất khi đám người cương tư nam rơi vào trên một đại lục lạ lẫm bọn hắn thấy được ở trung ương đại lục một tên đàn bầu đen tàn ra hào quang kỳ dị hơn nữa có thành âm thế tự cổ xưa truyền đến mọi người cẩn thận phía trước có tiểu bộ đội của tù đà tộc xuất hiện đấy ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thành ngầm có chút ngừng trọng nói. Trên đường đi, bọn hắn trẻ lấp thân hình, thậm chí tránh thoát mấy lần hơn nghìn người cường giả dị tộc. Nhưng mà hôm nay rơi vào tu la tộc trọng điện như vậy, thì liền bị phát hiện rồi. Chẳng lẽ chỗ này là tên đàn của tu la tộc, có đại đường cường giả trú đóng, nhưng có lẽ không ít cường giả trí tôn, mọi người cẩn thận một chút đấy. Khương Tư Nam vừa dứt lời, trần nghe đại địa trầm trầm một cỗ sát khí kinh khủng từ đằng xa tràn gặp đến hắc quang lập lòe bụi đất tung bay phẳng phất như đại địa dưới chân muốn sập đổ một cỗ khí huyết kinh khủng bay lên từ đằng xa cực tốc chạy tới một đám cường giả tu đa tộc để cho ánh mắt của đám người cương tư nam nhìn không được mà ngưng tụ đây là lần thứ nhất bọn hắn gặp cường giả tu đa tộc bất luận là giả xoa tộc hay là bát tí ma tộc so với tu la tộc mà nói đều yếu hơn không chỉ một bậc. Tu La tộc là dị tộc cường đại, chủ công Thái Dương Thánh Thành. Hơn nữa cường giả Tu La tộc trời sinh có chiến lực thiên phú chiến đấu rất mạnh, sát khí rất là mạnh. Nếu cường giả nhân tộc tâm trí không kiên định chống lại bọn họ, chỉ sợ loại sát khí khủng bố này có thể bức điên người. Cường giả Tu La tộc nam đều cực kỳ xấu xí, tựa như những cường giả Tu La tộc xuất hiện trước mặt đám người cường tư nam này đấy. Ở đây khoảng chừng trên trăm cường giả tu la tộc Trên người cả đám bao phủ lần rác màu đen Cửa bắp từng cục Khuôn mặt xấu xí Trong ánh mắt lộ ra rào hoạt cùng gian trá Hơn nữa toàn thân sát khí trùng thiên Nhất là bởi tu la hoàng trong đó Cả đám sát cơ tràn ngập Trong ánh mắt có tiếng máu lập lè Tinh thần ba động cường đại Phẳng phất như có thể trùng truyền thức hại Của đám người Khương Tư Nam Nhân loại ngu xuẩn Thật sự đã không biết sống chết cũng dám sống thánh địa của tu la tộc ta. Bắt bọn hắn lại cho ta. Nam chết hay sống không cần lo. Nhưng hai cô nàng kia lưu lại cho ta đấy. Cương giả tu la tộc cầm đầu. Các khoảng chừng hai người. Tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích màu đen. Toàn thân bao phủ ở giữa hắc quang. Trong đôi mắt tràn đầy dâm tà cùng vẻ triều tức. Chỉ vào đám người cương tư nam lạnh lùng nói. Ở hắn xem ra. Đám nhân tộc này cũng dám xâm nhập thánh địa của tu la tộc hơn nữa tù vị yếu ớt như thế quả thực làm muốn chết bởi vậy không có bất kỳ do dự trực tiếp vùng tay lên sau lưng một đám cường giả tù là tộc điên cuồng thét lớn trong con người huyết sắc lộ ra thần sắc tàn nhẫn thả người mà phóng đến giết ánh mắt của khương từ nam lóe lên lộ ra một tia băng lãnh lập tức thả người phóng lên kim quang sáng chói xông lên trời một quyền tản ra lôi quang rừng rực đánh về phía tù là hoàng cầm đầu Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết thêm một màn như vậy, trong ánh mắt đều lộ ra một tiếng bận đắc dĩ. Khương Ngọc Khanh khẽ mỉm cười nói, lại bị tư nam vượt lên trước rồi. Nhưng ở đây còn có 18 vị tu la hoàng, chúng ta sẽ mãi giết nhiều hơn, thấy thế nào? Vậy thì con sững sờ cái gì? Lên đi! Khương Yên Nhi vũ mị cười cười, nhưng trong con ngươi tươi cười lại ẩn chứa một tia sát khí lạnh như băng. Lập tức phiêu nhiên bay lên Ngọc Hoàng kiếm khí tràn ngập hào quang màu sắc rực rỡ, tự nhiên là trướng khí rực rỡ tươi đẹp chói mắt, lập tức bao phủ hai tu la hoàng lại. Giết! Ánh mắt của Khương Thiết lóe lên, trong miệng quát lạnh một tiếng. Một đạo sát lục kiếm khí màu đen lập tức phá toái hư không, trực tiếp xoáy lên mấy đầu của tu la vương, phai mờ sinh cơ, sau đó thay đi không giảm, đánh về phía một tu la hoàng. Tu la hoàng tay cầm phương thiên hỏa kích kia, rõ ràng cho thấy cường đại nhất, thậm chí đã đạt đến hoàng giả hậu kỳ. Còn thân tràn gặp sát cơ, rừng rực ẩn ẩn có một loại sát lực pháp tắc, hắc ám tràn gập. Bị Khương Tư Nam vượt lên trước chống lại. Mà người Khương Ngọc Khanh chỉ có thể tìm Tu La Hoàng còn lại. Thêm ta nữa. Thân oa nháy mắt, tay cầm thất thải thạch châu, quanh thân tản ra một cỗ lực lượng thần bí, cũng phóng về phía một Tu La Hoàng khác mà Hoàng Thiên Y thì sủng nịch liếc nhìn thần oa đi theo. tuy hôm nay thần oa tu luyện đại la thiên tâm kinh, nhất là chú đạo chân dài trong đó, tăng thêm lực lượng của trớ chú Nguyên Châu, có chiến lược rất mạnh. Nhưng Hoàng Thiên Y vẫn sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. rầm rầm. Lý Kim Long thì ném ra một đống lớn linh phủ vương phẩm, trong hư không hào quang biến ảo. Hắn ở trong hư không kéo lấy từng đạo phủ văn thần bí, triệu hồ ra phong vũ lôi điện, trực tiếp quét ngang một mảng lớn tù la vương cương phong cao hơn mười trượng mang tất cả tứ phương trực tiếp cuốn những tù la vương kia vào không trung một hai ba Thỏ ra thì lợi dụng cực tốc rất hèn mọn bị ổi đi tới sau lưng một tu la vương thời dịp hắn không chú ý một chân đạp ra ngoài tu la vương kia kêu thảm một tiếc. gần cốt toàn thân đều gãy cả người bị thỏ ra đạp bay mấy trăm rượu. miệng lớn không ngừng ho ra máu sau đó thần oa lại lặng lẽ chạy tới sau lưng một tù la vương khác lý kim long cùng thỏ ra dần dần phối hợp nhất là lý kim long triệu hoán hư không trì lực tương phong cuốn động lôi đình rừng rực trói mắt tùy triều cuốn cuốn miền lửa lao nhanh tăng thêm thỏ ra thỉnh thoảng âm hiểm đánh lén trận hình của đám tù la vương bị tách ra trở nên khổ không thể tả Trên lược của cường giả tu la tộc rất mạnh có thiên phố chiến đấu vô cùng cường đại thậm chí truyền thừa thần thông vô thượng ba đầu sáu tay, nhưng ở trước mặt đám người cương tư nam lại căn bản phát huy không ra chiến lực cường đại gì, cơ hồ đi lên liền bị áp chế. Oanh! Cương tư nam quyền cường mênh mông, nhãn quang lạnh thấu xương, ngang trời đánh úp lại, như hoành đầy nhật nguyệt tinh thần. Trên quyền mang có một loại sức mạnh to lớn, lập tức cùng phương thiên họa kích trong tay tu la hoàng đụng vào nhau, bắn ra thần mang kinh thiên. Khương Tư Nam cùng Tu La Hoàng đồng thời bay ngược lại, đều nhận lấy được phản chấn vô cùng cường đại. Ở trong hư không xa xa tương đối, người đến cùng là người nào? Chỉ đã vương giả, vậy mà có được lực lượng thân thể cường đại như thế? Bổn tọa mà là già, nhân tộc ngươi hãy xưng tên ra. Tu La Hoàng cầm phương thiên hỏa kích, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ, chỉ vào Khương Tư Nam chít chít ríu ríu nói: hắn căn bản không ngờ đến Khương Tư nam thoạt nhìn như con sâu cái kiến vậy mà có được lực lượng thần thể mạnh như thế để cho hắn cũng khiếp sợ không thôi khương tộc khương tư nam trong miệng khương tư nam nhàn nhạt, nhạt, phun ra mấy chữ trong nhãn quang lóe lên lãnh mang lập tức tung thiên mà lên tiếp tục đánh về phía mà là ra toàn thân của khương tư nam nhiệt huyết sôi trào chiến ý dâng trào ở trước mặt tu đà hoàng ma la gia hắn cảm thấy áp lực rất lớn nhưng cũng kích phát chiến ý trong lòng của hắn trột cuộc cặp đối thủ cường đại có thể thoải mái đầm đìa chiến một trận oanh pháp lực toàn thân của khương tử nam sôi trào như biển quyền mang như sóng to gió lớn đi ngang qua hư không mà đến tản ma ra hào quang hoa mỹ tạo thành một quyền cương thế giới mênh mông dĩ nhiên là thiên tài khương tộc khương tử nam khương tộc ngươi giết không ít cường giả tộc ta hôm nay trước giết ngươi thu hồi một chút tiền lãi con người của màn la cũng dường như lóe lên lập tức bịt kín một tầng sát cơ trong tay phương thiên hỏa kích hư không đánh xuống phẳng phất như trực tiếp một phiến thiên địa chém thành hai nửa chung quanh nghiền nát núi đá trực tiếp nổ thành bột phấn vô số hào quang bắn ra bốn phía mang tất cả bốn phương thiên địa con con phương thiên hỏa kích đèn nhánh tản ra tinh không lóng lánh như một hắc long dữ tợn tàn ra khí tức giết chóc cường đại cùng quyền cương thế giới của khương tư nam đụng vào nhau phát ra tiếng vang kinh thiên động địa rầm rầm thế công của ma la già cực kỳ trôi chảy chiều thức còn không còn dùng hết cả người lóe lên lập tức liền đi tới sau lưng khương tư nam tay phải hóa thành trảo tàn trả khí tức cực kỳ khủng bố đào đến trái tim của khương tư nam thần sắc của khương tư nam khẽ động thật không ngờ tốc độ phản ứng của ma la Già nhanh như vậy quanh thân hắn dần lên pháp lực một đạo thần kiếm kim sắc lòn còn bay ra bổ về phía tay của ma la như bổ vào kim thạch tàn ma trà hỏa hoa rừng rực oanh tốc độ của hai người đều cực kỳ nhanh khương tư nam cùng ma la ở trong hư không giao thoa tung hoành hoàng kim thần kiếm hóa thành kiếm trận sáng chói trực tiếp vẩy khốn ma la ở trung ương đây là thần thông vô thượng hoàng kim thần kiếm của hoàng kim tộc à Nhân tộc tại sao ngươi biết thần thông của hoàng kim tộc ta? Ma La Gia nhìn hoàng kim thần kiếm quanh thân tựa như chân thật. Trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, lại tham lam. Hoàng kim tộc được xưng là thần tộc của chư thiên vạn giới. Dù cho hôm nay xuống dốc rồi, nhưng vẫn không thể khinh thường. Nhất là hoàng kim thần kiếm, để cho tất cả dị tộc đều phải ngấp nghé không thôi. Chưa từng nghĩ, Ma La Gia vậy mà ở trên người Khương Tư Nam phát triển loại thần thông này lập tức liền sinh lòng ngấp nghé. Nhân tộc tiểu tử, ngươi không học thần thông khương tộc, vậy mà dùng thần thông vô thượng của hoàng kim tộc ngươi đến cùng là người phương nào? Nếu người ngoan ngoãn giao hoàng kim thần kiếm quyết cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mặt la nhìn Khương Tư Nam, thanh âm trầm trầm như sấm chấn. Khương Tư Nam nhướng mày thật không ngờ, tu la hoàng Malazan la gia là nhà nhiều như vậy. Hắn nhàn nhạt, nhạt mà nói, muốn hoàng kim thần kiếm quyết Vậy trước tiền thắng ta rồi nói Phanh phanh Khương Tử Nam cực tốc vượt qua phương thiên hỏa kích của Manasa Như một tia chớp kim sắc đá trong một cước Thần lực khủng bố bộc phát Đạp Manasa lảo đảo một cái Thiếu chút nữa từ trong hư không rơi xuống Manasa vô cùng giận dữ Thật không ngờ phân thần nháy mắt Lại bị nhân tộc này tìm được sơ hở Lập tức thét lớn Nhân tộc tiểu tử Người đã muốn chết Bồn toạn sẽ thành toàn cho ngươi Dầm, dầm. Phương thiên họa kích tăng vọt hơn một ngàn trượng, nhưng một thần nhạc sụp đổ, sẽ rách trường không. Không khí kịch liệt nổ đung đung, mang theo một cỗ sát lục chỉ khí kinh khủng, chém về phía khương Tư nam. Quanh thân màn đà già phát ra khí tức giết chóc màu đen, chủ thiền gió nổi mây phùn, sát lục pháp tắc tràn ngập, đại địa kịch liệt rầm rầm. Hắn bước ra, một bước liền đi tới trước mặt khương tư nam, phảng phất như đốt cách toàn thân tất cả đều hóa thành sát phạt chỉ khí có một loại khí tức để cho linh hồn người ta run rẩy giết ánh mắt của cường từ nam ngưng trọng quát to một tiếng và mười sáu thành hoàng kim thần kiếm lập tức ngưng tụ đồng dạng hóa thành một thanh thần kiếm ngàn trượng nghình đón về phía phương thiên hỏa kích nửa bầu trời đều bị nhuộm thành kim hà chỉ sắc đồng thời quyền mang của hắn như mưa càng người tạo ra cương phong sông lên trời hóa thành một tia chớp kim sắc lập tức cùng ma la gia giao thủ hơn trăm chiêu giữa hai người thần quang khủng bố mang tất cả nghìn dặm chi địa dâm dâm cách đó không xa một ngọn núi lửa cự đại nổ tung nhằm từng sôi trào cuồn cuộn tuôn ra sau đó bị dự ba của phương thiên họa kích cùng hoàng kim thần kiếm can quét lập tức chôn vùi giữa hai người giao thủ uy thế quá kinh khủng khủng bố đến độ để cho cường giả tu đà tộc đại chiến ở chung quanh đều không thể không tránh đi phòng mạng. Đông, đông, đông. Cả người khương tư nam lăng không mà đứng. Ở trong hư không bước ra có tiết tấu, phảng phất như gõ vang thông thiên cự cổ, để cho trái tim người ta run rẩy kịch liệt như muốn bạo liệt ra. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, tóc đèn phiêu tán, cả người đắm chìm trong lôi đỉnh kim sắc, phảng phất như chiến tiên từ trên chín tầng trời rơi xuống việt dịch toàn thần hắn sôi trào lên cùng Ma la sa giao thủ để cho cả người hắn chiến ý sôi trào cầu dương kiếm khí tung hoành hư không vô hình vô chất nhưng lại có thể sát nhân ở vô hình mà hoàng kim thần kiếm tạo thành kiếm trận khủng bố cộng thêm cầu dương thần quang đánh lén để cho ma la sa đến cuối cùng cũng có chút mệt mỏi suy suy một đọc thần quang rừng rực bỗng nhiên từ trong bì tâm khương tư nam bắn ra ẩn chứa sát phạt chỉ khí nghênh thông hóa thành bột đạo trường hồng lập tức liền đi tới trước mặt ma la giả dĩ nhiên là cầu dương thần quang sát đầu của ma la -sa run lên trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ vội vàng ném ra một đầu lông màu đen đón gió hóa thành đầu lâu dữ tợn trong ánh mắt thần quang trạm trạm có một loại khí tức bất hủ tràn ngập lập tức cùng với cầu dương thần quang của khương tư nam đụng vào nhau đồng thời quỳ vẻ chôn vùi nhưng trên cốt lầu xuất hiện một đạo lạc ấn, khí tức tiêu tán vài phân, để trọng ánh mắt của Ma lộ vẻ đau lòng. Râm râm. Ma cùng Khương Tử Nam càng đánh càng kinh ngạc. Khương Tử Nam là vương giả đỉnh cấp, vậy mà có chiến được cường đại tới như thế. Như là một chân long hình người, khí huyết như cầu vồng, để cho tu lan nhất tộc hiếu chiến cũng có chút chống đỡ không nổi. Hiện tại, đừng nói từ chỗ Khương Tử Nam đoạt được hoàng kim thần kiếm quyết có thể chiến thắng Khương Tư Nam hay không cũng chưa thể nói rõ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tôn Anh nhé. Tôn Anh xin chân thành cảm ơn.